Xin chào tất cả các chị em, Mai Phương lại đem đến cho mọi người một mẫu váy thuần công sở đây. Bây giờ thì chúng ta đã quay trở lại với nhịp sống thường ngày và quay trở lại đi làm rồi. Thì Mai Phương luôn nghĩ rằng là khi mà chúng ta đi làm, chúng ta phải xuất hiện với một diện mạo hoàn toàn mới. Và đây có lẽ là một cái mẫu váy mà rất là hot tại Mega Fashion. Và rất là nhiều các chị em nói là khi mà mặc lên thì các chị em thấy rất là tự tin khi đi làm. Đó, nên là Mai Phương quyết định là sẽ review về chiếc váy này. Chiếc váy này thì có chất liệu là lụa lanh. Nói đến lanh thôi là mọi người đã thấy là mát rồi. Đây Mai Phương sẽ tới gần cho mọi người à. Thấy rõ chiếc vải nhá. Rất là mát luôn, siêu nhẹ, kiểu mặc như không mặc vậy đó. Rất là nhẹ luôn này. Cổ thì là dáng cổ Đức này. Hoa văn, họa tiết thì kiểu châu Âu, nhìn rất là sang. Có một cái bell ở đây à, đúng phần eo của chúng ta luôn. Nên là rất là dễ mặc à, vốn dĩ cái váy này là dạng thụng á mọi người. Nên là khi mà mọi người mặc thì mọi người mua, mọi người rất là dễ lựa chọn size. Nó thì có rất là đầy đủ size cho mọi người luôn. Không những là đầy đủ còn thừa size luôn á. Đầu mình nó sẽ có size từ S cho đến XL. Nhưng mà riêng cái mẫu váy này thì có thêm size XXL. Mọi người có thể order thêm nếu ai mà tầm từ trên 65 cân. Bình thường thì dưới 65 cân là sẽ mặc XL trở xuống đúng không? Nhưng mà ai mà trên 65 cân thì mọi người có thể order size XXL. Đó, mẫu váy này thì có cả XXL nha. Đấy, ngoài ra thì nếu mọi người muốn thử cho nó chắc thì bây giờ hoàn toàn là các cơ sở cũng mở lại làm việc rồi, cả trong thành phố Hồ Chí Minh và ngoài Hà Nội luôn. Nên là mọi người muốn thử thì mọi người cứ tìm cơ sở gần nhất của Mega Fashion đến đó và thử xem mình có phù hợp với cái mẫu váy này không nhá. Mẫu váy này thì Mai Phương nghĩ rằng là sẽ phù hợp cho những ai tầm từ 30 tuổi cho đến 60 tuổi đều vẫn có thể mặc được. Đó, rất là xinh như thế này. Cổ nhá, thì mọi người có thể là đóng kín cổ như Phương hoặc là mọi người có thể cởi một hai cúc ra cũng được tùy mọi người, để nhìn cho nó thoáng dáng hơn hoặc là khoe trang sức nhá. Đó, cũng rất là đẹp này. Mà mặc rất là mát nha mọi người. Dáng rất là xinh luôn. Mẫu váy này thì ví dụ như là mọi người có thể mặc đi làm được đúng không? Nhưng mà Mai Phương nghĩ là nếu mà mọi người tháo hai cái cúc này ra rồi nhìn nó đã kiểu có một gì đấy cá tính hơn một chút rồi thì mọi người cũng có thể là mặc đi chơi được luôn nha. Đi chơi, đi cà phê này hay là đi chụp hình street style, chụp ngoài đường cũng rất là đẹp nhá. Và đặc biệt là màu sắc này rất là dễ mặc bởi vì nó có nhiều sọc kẻ này. Và họa tiết của nó thì như Phương đã nói là họa tiết châu Âu. Họa tiết này thì đã được rất là nhiều người về thời trang nói rằng là rất là dễ mặc cho nhiều lứa tuổi và nhiều thân hình khác nhau. Những ai mà đang có thân hình hơi mập một chút thì mặc chiếc váy này càng phù hợp hơn. Bởi vì mọi người thấy cái họa tiết của nó chạy dọc ở phía rìa eo của chúng ta đó. Đấy, nên là nhìn người sẽ gọn hơn rất là nhiều.